Chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục học chữ cái qua bài thơ. Chữ cái hôm nay chúng ta học là chữ vở. Chữ vở phát âm là vờ, vờ, vờ. Các em đọc lại xem nào. Vờ, vờ, vờ. Đúng rồi, phát âm là vờ, vờ, vờ. Các em lắng nghe bài thơ và đọc theo nhé. Con vòi con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt cái chuyện con voi. Con vòi con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt cái chuyện con voi. Con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt cái chuyện con voi. Con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt cái chuyện con voi. Trong bài thơ trên chữ vở xuất hiện ở từ nào các em? Vòi, voi, vòi. Đúng rồi, chữ vờ xuất hiện ở từ vòi, voi, vòi. Ngoài ra các em còn biết từ ngữ nào có chữ vờ nữa không? Vàng anh, chim vàng anh. Đúng rồi, vàng anh, chim vàng anh. Các em giỏi lắm. Các danh từ tiếng Việt có chữ vờ, ví dụ như ve sầu. Ve sầu. Võ sĩ. Võ sĩ. Vũ khí. Vũ khí. Vú sữa. Vú sữa. Vườn hoa. Vườn hoa. Vườn bách thú. Vườn bách thú. Các động từ tiếng Việt có chữ vờ, ví dụ như vâng lời, vấp ngã, ve vẩy, vẽ vời, vo gạo, vỗ tay. Vâng lời, vấp ngã, ve vẩy, vẽ vời, vo gạo, vỗ tay. Vâng lời, vấp ngã, ve vẩy, vẽ vời, vo gạo, vỗ tay. Tính từ tiếng Việt có chữ vờ, ví dụ như vã víu, vạ vỡ, vang danh, vang dội, vất vả, vẻ vang. Vã víu, vạ vỡ, vang danh, vang dội, vất vả, vẻ vang. Vã víu, vạ vỡ, vang danh, vang dội, vất vả, vẻ vang. Các em nhớ chưa nào? Còn nhiều từ nữa chúng ta sẽ biết nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tiếp tục đọc thơ nào. Con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt cái chuyện con voi. Con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt cái chuyện con voi. Con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt cái chuyện con voi. Con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt cái chuyện con voi. Con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt cái chuyện con voi. Bài học của chúng ta đến đây hết rồi. Hẹn các em ở bài học tiếp theo. Chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi. Hãy like và đăng ký kênh để học nhiều bài học thú vị nhé các em.